Chào các em đến với tiết học hôm nay, chủ đề các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Trong bài này các em chuẩn bị sách giáo khoa, thước thẳng, thước đo độ. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra kiến thức cũ bằng cách làm hai bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HNM trên hình vẽ. Bài tập thứ hai, cho hình vẽ chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. ABC đồng dạng với tam giác HNM trường hợp góc. Tam giác ABC ở bài 2 đồng dạng với tam giác DEF trường hợp cạnh góc cạnh. Trong bài tập số 1, tam giác ABC và tam giác HNM là hai tam giác vuông. Em hãy cho biết hai tam giác vuông cần yếu tố nào thì chúng đồng dạng với nhau. Cần yếu tố đó là một góc nhọn bằng nhau. Ở bài tập số 2, cho tam giác ABC và tam giác DEF đồng dạng với nhau. Ở đây chúng ta có cạnh AB và cạnh AC là hai cạnh gì của tam giác vuông các em? Đó là hai cạnh góc vuông. Em hãy cho biết hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào? Khi có hai cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ với nhau. Ở hai bài tập này đã rút ra hai trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Hai trường hợp này được suy ra từ hai trường hợp đồng dạng của tam giác thường, góc góc và cạnh góc cạnh. Do đó chúng ta có bài học sau đây. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, của tam giác thường vào tam giác vuông. Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia, hoặc tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Nhớ là chỉ cần có một góc nhọn của nó bằng nhau thì đồng dạng, và có hai cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ thì nó sẽ đồng dạng. Ta làm tiếp một bài tập nữa, bài 3. Cho hình vẽ, em hãy chứng minh tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng với tam giác ABC. Vậy để chứng minh được điều này, việc đầu tiên là các em đi tính cạnh còn lại của tam giác vuông. Ta biết trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó là nội dung định lý Pythagore. Do đó tính cạnh góc vuông còn lại thì ta sẽ có AC bình A bình A phẩy B C phẩy bình phương bằng B phẩy C phẩy bình phương trừ đi A phẩy B phẩy bình phương. Từ đó suy ra A phẩy C phẩy bằng căn 16 bằng 4. Tương tự ta tính cạnh AC bằng căn 64 bằng 8. Tiếp theo là ta đi xét hai tam giác và chứng minh cho nó đồng dạng với nhau. Xét tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và tam giác ABC có góc A phẩy bằng góc A bằng 90 độ. A phẩy, B phẩy trên AB bằng 3/6 bằng 1/2. A phẩy, C phẩy trên AC bằng 4/8
bằng 1 phần 2, nên A phẩy B phẩy trên AB bằng A phẩy C phẩy trên AC. Do đó, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC trường hợp hai cạnh góc vuông. Trong hình vẽ ở bài 3, ta đã chứng minh tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng tam giác ABC. Em hãy đi so sánh hai tỉ số B phẩy C phẩy trên BC và A phẩy B phẩy trên AB. Chúng ta có B phẩy C phẩy trên BC bằng 5 phần 10, rút gọn bằng 1 phần 2. A phẩy B phẩy trên AB bằng 3 phần 6, rút gọn bằng 1 phần 2. Nên hai tỉ số này bằng nhau. Em hãy cho biết hai tam giác vuông cần yếu tố nào thì chúng đồng dạng với nhau. Cần yếu tố nào thì chúng đồng dạng với nhau? Yếu tố đó là một cạnh huyền và một cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ. Đây chính là dấu hiệu nhận biết tam giác vuông đồng dạng. Ta sang phần 2. Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng, định lý số 1 sách giáo khoa. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng. Các em vẽ hình ghi giả thiết kết luận cho định lý. Vậy, đối với hai tam giác vuông đồng dạng thì tỷ số chiều cao và tỷ số diện tích của chúng sẽ như thế nào? Ta sang phần 3 nhỏ, tỷ số hai đường cao, tỷ số diện tích của tam giác đồng dạng. Thứ nhất là tỷ số đường cao. Định lý 2, tỷ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỷ số đồng dạng. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC thì ta có tỷ số đồng dạng A phẩy B phẩy trên AB bằng K. AH là chiều cao của tam giác ABC, A phẩy H phẩy là chiều cao của tam giác A phẩy B phẩy C phẩy thì ta có tỷ số A phẩy H phẩy trên AH cũng bằng K. Định lý 3. Tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Cho tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC, ta có tỷ số B phẩy C phẩy trên BC bằng K. Thì tỷ số diện tích tam giác A phẩy B phẩy C phẩy trên diện tích tam giác ABC bằng K bình phương, tức là bình phương tỷ số đồng dạng. Ta làm chấm hỏi áp dụng. Hỏi, hãy chỉ ra các cặp tam giác vuông đồng dạng trong các hình sau. Chúng ta dùng các trường hợp đồng dạng tam giác vuông đã học để chứng tỏ hình nào là đồng dạng với nhau. Trong hình này ta thấy tam giác DEF và tam giác D'E'F' có góc D bằng góc D' và lần lượt DE trên D'E' bằng 2,5 trên 5 rút gọn bằng 1 phần 2. DF trên D phẩy F phẩy bằng 5 phần 10 rút gọn bằng 1 phần 2, nên hai tỉ số này bằng nhau. Do đó tam giác DEF đồng dạng với tam giác D phẩy E phẩy F phẩy theo trường hợp hai cạnh góc vuông.
Ta sang bài tập 46, trang 84 sách giáo khoa. Trên hình 50, hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng. Vậy trong hình này theo các em thì có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng? Đó là có 6 cặp tam giác đồng dạng. Cặp thứ nhất là tam giác FBC và tam giác FDE có góc B bằng góc D bằng 90 độ, góc BFC bằng góc DFE, hai góc đối đỉnh bằng nhau góc nhọn, nên hai tam giác đồng dạng với nhau. Cặp thứ hai là tam giác FBC đồng dạng với tam giác ADC vì góc B bằng góc D bằng 90 độ, góc C là góc nhọn chung, nên hai tam giác này đồng dạng trường hợp góc nhọn. Từ 1 và 2, chúng ta có tam giác FDE đồng dạng với tam giác ADC vì nó cùng đồng dạng với tam giác FBC. Thứ tư là tam giác FDE đồng dạng với tam giác ABE vì góc D bằng góc B 90 độ, góc E là góc nhọn chung. Từ 1 và 4, chúng ta được tam giác FBC đồng dạng với tam giác ABE vì nó cùng đồng dạng với tam giác FDE. Thứ 6 là tam giác ADC đồng dạng với tam giác ABE vì góc D bằng góc D bằng 90 độ, góc A là góc nhọn chung của hai tam giác. Bài tập 48, trang 84, sách giáo khoa. Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. Tính chiều cao của cột điện. Chúng ta có hình vẽ như sau. Trong hình vẽ này, AB và A'B' là hai tia sáng song song tạo bởi tia bởi mặt trời, nên hai góc đồng vị B' và B sẽ là hai góc bằng nhau. Giả sử AH là chiều cao của cột điện, A'H' là chiều cao của thanh sắt, AB và A'B' là hai tia sáng song song, BH là bóng của cột điện trên mặt đất, B'H' là bóng của thanh sắt trên mặt đất. Chúng ta xét hai tam giác ABH và tam giác A'B'H', ta có góc H bằng góc H' bằng 90 độ, góc B bằng góc B' vì nó là hai góc đồng vị tạo bởi hai tia sáng song song AB và A'B'. Do đó tam giác ABH đồng dạng với tam giác A'B'H'. Từ đó ta suy ra tỷ số đồng dạng tương ứng là AH trên A'H' bằng BH trên B'H', hay AH trên 2,1 bằng 4,5 trên 0,6. Từ đó dẫn đến AH bằng 4,5 nhân 2,1 chia 0,6 bằng 15,75m. Vậy chiều cao của cột điện là 15,75m. Bài tập 49, sách giáo khoa, trang 84. Cho hình vẽ tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH. A có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy chỉ rõ từng cặp tam giác đồng dạng và viết theo đỉnh tương ứng. B. Cho biết AB bằng 12,45cm, AC bằng 20,50cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH, CH.
Vậy đầu tiên chúng ta thấy trong hình này có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng? Đó là có 3 cặp tam giác đồng dạng. Cặp thứ nhất là tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA, vì hai tam giác này là hai tam giác vuông có góc B là góc nhọn chung. Trường hợp thứ hai là tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC, vì hai tam giác này là hai tam giác vuông có góc C là góc nhọn chung. Từ hai trường hợp đồng dạng ở trên, ta suy ra tam giác HBA đồng dạng tam giác HAC, vì chúng cùng đồng dạng với tam giác ABC. Câu B, đầu tiên là chúng ta đi tính cạnh BC của tam giác, do đó chúng ta áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông. Ta được BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương bằng 575,2525. Suy ra BC bằng căn của 575,2525, gần bằng 23,98 cm. Tiếp theo là tính AH, HB và HC. Vậy ba đoạn này có liên quan tới cặp tam giác đồng dạng ABC đồng dạng với tam giác HBA. Tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA chứng minh ở câu A, nên ta có tỉ số tương ứng BC trên BA bằng AB trên HB bằng AC trên HA. Thay số vào ta được 12,45 trên HB bằng 20,50 trên HA bằng 23,98 trên 12,25. Từ đó suy ra HB bằng 12,45 nhân 12,45 chia 23,98, gần bằng 6,46 cm. HA bằng 20,50 nhân 12,45 chia 23,98, gần bằng 10,64 cm. Và HC thì bằng BC trừ đi BH là gần bằng 23,98 trừ 6,46 bằng 17,52 cm. Ta sang bài tập 50 sách giáo khoa trang 84. Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9 m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62 m. Tính chiều cao của ống khói. Chúng ta gọi AB là chiều cao của ống khói nhà máy, MN là chiều cao của thanh sắt. BC và MD là hai tia sáng song song với nhau vì cùng thời điểm, nên từ đó ta có góc C bằng với góc D đồng vị. AC là bóng của ống khói trên mặt đất. ND là bóng của thanh sắt trên mặt đất. Chúng ta xét hai tam giác tương ứng ABC và tam giác NMD. Ta có góc C bằng góc D vì nó là hai góc đồng vị tạo bởi hai tia sáng BC, MD song song cùng thời điểm. Góc A bằng góc N bằng 90 độ. Do đó tam giác ABC đồng dạng với tam giác NMD. Trường hợp góc góc, từ đó lập ra tỉ số đồng dạng, ta có AB trên cạnh tương ứng NM bằng AC trên cạnh tương ứng ND. Thế số vào ta được AB trên 2,1 bằng 36,9 trên 1,62, nên AB gần bằng 47,83 m. Vậy chiều cao của ống khói nhà máy là 47,83 m. Trong bài này các em về nhà cần học thuộc các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông và hai cái tỉ số, đó là tỉ số đường cao và tỉ số diện tích. Làm bài tập 47, 52, 53 trang 84 sách giáo khoa.
đọc bài ứng dụng thực tế tam giác đồng dạng. Chúc các em mạnh khỏe và học tốt.